Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, người dân trồng quất cảnh ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang tất bật chăm sóc các chậu quất để chuẩn bị cung ứng cho thị trường. Hơn 90% số chậu quất đã được thương lái đặt hàng với giá cao hơn mọi năm, khiến cho người dân hết sức phấn khởi. Những ngày đầu tháng chạp, tại các nhà vườn ở xã Cẩm Hà, quất dần chuyển sang màu vàng, báo hiệu vụ Tết đang cận kề. Theo đánh giá của nông dân thủ phủ quất cảnh lớn nhất miền Trung, quất năm nay được mùa, được giá, nên bà con rất đỗi vui mừng. Cái cây thì gió cũng khô hơn, nhưng mà tính ra cái bình quân là phân cho với lại thuốc men là công đồ cũng tan nữa. Nên là cũng nói chung là được, làm được là có thu nhập. Theo các chủ vườn, giá quất năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái, từ 600 đến 700 nghìn đồng một cây, cây lớn gần 2 triệu đồng. Những cây cực đại có giá lên đến 7 hoặc 8 triệu đồng. Ngoài ra, do nhà vườn giảm số lượng trồng nên giá quất năm nay cao hơn mọi năm. Thành phố vừa đầu cũng thống nhất là hỗ trợ một phần cái phí để cho địa phương tiếp tục là tổ chức cái ngày hậu vụ cảnh của Cẩm Hà, để mà một mặt là cũng tạo ra một cái hoạt động trong cái dịp cuối năm, mà khác thì giúp giới thiệu cái cây quất của Hậu An ra với bạn bè bên ngoài. Vụ quất Tết năm nay, toàn thành phố Hội An dự kiến xuất bán ra thị trường khoảng 120 chậu quất cảnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, dự kiến vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, chính quyền Hội An sẽ tổ chức lễ hội quất cảnh nhằm thu hút nhiều du khách và thương lái, đồng thời khuyến khích nghề trồng quất cảnh ở địa phương.